Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Văn Lâm và huyện Khoai Châu trọng thể tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và kỷ niệm 25 năm tái lập huyện, mùng 1 tháng 9 năm 1999, mùng 1 tháng 9 năm 2024. Lan tỏa tình yêu nước qua việc vẽ cờ Tổ quốc. Những giá trị không thể phủ nhận của cách mạng tháng 8. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Cảnh sát giao thông Hưng Yên xuyên đêm kiểm soát nồng độ cồn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Văn Lâm trọng thể tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và kỷ niệm 25 năm tái lập huyện, mùng 1 tháng 9 năm 1999, mùng 1 tháng 9 năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lãng hoa chúc mừng. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tặng hoa và bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Lâm. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đến ngày 1 tháng 9 năm 1999, huyện Văn Lâm được tái lập từ huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên với 11 xã, thị trấn. Sau 25 năm tái lập, huyện Văn Lâm đạt được nhiều thành tựu, kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Nếu như năm 2000, tỷ trọng công nghiệp chỉ chiếm hơn 22% trong cơ cấu kinh tế, thì đến năm 2023, con số này đã là trên 81%. Nông nghiệp giảm từ gần 50% xuống còn trên 3%, giá trị sản xuất trên hecta canh tác đạt 210 triệu đồng, tăng 7 lần so với năm 2000. Năm 1999, thu ngân sách của huyện đạt 4,1 tỷ đồng, thì đến năm 2023 đạt trên 5.300 tỷ đồng, gấp hơn 1.300 lần so với năm 1999. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng, tăng gần 37 lần. Văn Lâm là huyện thứ tư trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã tập trung triển khai thực hiện nhiều dự án giao thông mới của Trung ương, của tỉnh, trong đó có công trình trọng điểm quốc gia đường vành đai 4, đường dây 500 kV. Với những thành tích đột phá trong 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Văn Lâm vinh dự 3 lần được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên, xác định đến năm 2030, xây dựng Văn Lâm là đô thị công nghiệp, dịch vụ, thương mại, dự kiến thành lập thành phố Văn Lâm đạt tiêu chí của đô thị loại 3. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành tựu cũng như những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Văn Lâm trong 25 năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, để phát triển Văn Lâm bền vững trên cả ba trụ cột kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, cùng với lực đẩy của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tiềm năng lợi thế của huyện. Huyện ủy Văn Lâm lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2025-2030. Chúng ta quan điểm nhất quán không tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá và cũng không tăng trưởng kinh tế bằng sự đánh đổi với môi trường. Chính vì thế, theo phương hướng này thì phát triển công nghiệp của huyện Văn Lâm theo hướng là ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó trọng tâm vẫn là đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng năng lượng, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa. Chúng ta đồng thời với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ là hướng đi chính của huyện Văn Lâm, thì cũng cần phải đẩy mạnh triển khai các dự án đô thị và nhà ở. Đây là yêu cầu để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Văn Lâm của chúng ta trở thành thành phố loại 3.
Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Lâm. Sáng nay, huyện Khoái Châu cũng trọng thể tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập huyện, mùng 1 tháng 9 năm 1999, mùng 1 tháng 9 năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đình Phách, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Giang. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Suốt chặng đường 25 năm tái lập, từ một huyện xuất phát điểm kinh tế thấp đến nay, giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng trên 8,73%. So với khi mới tái lập huyện, mức thu nhập bình quân đầu người đã tăng 22 lần, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước tăng bình quân trên 9% năm, giá trị thương mại dịch vụ tăng bình quân gần 11% năm, thu ngân sách tăng 176 lần. Huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn biểu dương những thành tựu cùng với sự cố gắng nỗ lực của huyện Khoái Châu sau 25 năm tái lập, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng hạ tầng giao thông. Khoái Châu đã phát huy được truyền thống của mảnh đất có truyền thống văn hóa, hiếu học và cách mạng cùng những tiềm năng sẵn có về tự nhiên để làm động lực phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí cũng nêu rõ những yêu cầu đặt ra với huyện Khoái Châu trong thời gian tới để đạt được mục tiêu toàn huyện Khoái Châu trở thành thị xã vào năm 2030, đô thị loại 4. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt nhấn mạnh vào công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư cũng như giải ngân vốn đầu tư công. Quy hoạch tỉnh vừa rồi là có cái đường kết nối giản đấy, thì toàn bộ vùng bãi đấy sẽ quy hoạch là sân gốc, là khu thể thao, là dịch vụ và một chút đô thị để cho phát triển. Cái dư địa Khoái Châu của chúng ta rất là lớn, cho khoảng gần 4.000 hecta ở Khoái Châu đấy. Thì toàn bộ cái đất ngoài bãi thành sân gốc, con cháu của chúng ta là có công ăn việc làm ổn định. Đất của bà con thì được đền bù theo giá nhà nước, theo giá quy định thôi, không mất đi cái gì cả. Sau đó thì công ăn việc làm thì ổn định, thì không có lý do gì mà chúng ta không ủng hộ. Nhân cái việc này hôm nay thì tôi cũng đề nghị các đồng chí cũng phải chỉ đạo sau này nhé, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt là đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án theo chỉ thị 15. Vì đây là một cái nội dung thưa các đồng chí là rất quan trọng. Chúng ta phải vì cái chung, vì xây dựng một huyện, vì xây dựng tỉnh thì chúng ta phải quyết tâm quyết liệt thôi. Nếu không có thì không thể phát triển được. Nên đặc biệt là hạ tầng giao thông để nối kết nối giao thông để cho huyện phát triển nhé. Thì chúng ta phải thổi hồn vào cả hệ thống chính trị và cho người dân để chúng ta đồng thuận. Thì Khoái Châu mới cất cánh được cùng với lại sự cất cánh của tỉnh. Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số với chuyên đề nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, thời gian qua việc thực hiện các chỉ tiêu về chuyển đổi số của tỉnh Hưng Yên đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, các cơ quan đơn vị địa phương cần cố gắng hơn nữa trong thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tại đề án 06, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai rà soát số liệu, cung cấp đầy đủ 130 danh mục dữ liệu hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2024, tăng cường sử dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử theo đúng quy định, nâng cao tỷ lệ tạo lập hồ sơ xử lý công việc trên môi trường mạng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và video vẽ sơn cờ Tổ quốc trên tường, mái nhà, cửa cuốn, tạo nên một phong trào lan tỏa rộng khắp cả nước. Mỗi lá cờ đỏ sao vàng năm cánh được vẽ ra như một lời nhắc nhở về niềm tự hào dân tộc, nhất là khi ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần. Tại tỉnh Hưng Yên, cũng có nhiều đơn vị tổ chức gia đình hưởng ứng trào lưu này, ghi nhận tại thành phố Hưng Yên.
Anh Hoàng và nhóm bạn của mình ở đường Trương Nhị, phường Quang Trung vừa dành gần một ngày vẽ sơn lá cờ Tổ quốc lên cửa cuốn để chào mừng 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, khi xem những video hình ảnh về trào lưu này trên mạng xã hội, anh và các bạn rất hào hứng, xúc động nên đã bắt tay vào thực hiện với mong muốn tiếp tục lan tỏa rộng rãi hơn tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Liên quan đến Tổ quốc, liên quan đến lá cờ thiêng liêng, bọn mình sẽ phải căn chỉnh và lên kế hoạch rất là rõ ràng, phân công công việc từng người một thì mới hoàn chỉnh được một cái bước như thế này. Mọi người xung quanh đây rất là thích, cũng sang đây chụp ảnh và check-in rất là nhiều. Là một giáo viên mầm non, cô Dung hưởng ứng chen vẽ cờ Tổ quốc theo cách riêng, đó là tổ chức hoạt động tạo hình tô màu lá cờ Việt Nam ngay tại lớp học cho các em bé mầm non. Cô dạy các con tô màu thật khéo, thật cẩn thận để màu đỏ, màu vàng không bị chồng lên nhau. Đó cũng là cách giúp các con hiểu thêm về biểu tượng và ý nghĩa của lá cờ Việt Nam. Khi mà các con được học những tiết học như này thì các con sẽ biết được hình ảnh lá cờ của Việt Nam sẽ như thế nào, và qua đó thì cũng khơi gợi được trong các con tình yêu nước. Các bạn rất là hào hứng và các bạn rất là vui vẻ để được tham gia, để được tô màu sắc cho lá cờ của đất nước Việt Nam mình. Một số gia đình tổ chức ở thành phố Hưng Yên còn thuê người vẽ với mong muốn có được bức tranh thật đẹp và nhiều ý nghĩa trên tấm cửa nhà mình. Hòa trong cái không khí của thế hệ trẻ ngày hôm nay, thể hiện cái tinh thần yêu nước của mình vào những cái bức tranh như này, đó là một cái niềm tự hào cũng rất là vinh dự của tôi. Và tôi cũng rất là hào hứng cũng như là hứng khởi để thể hiện những cái bức tranh này. Cảm thấy là mình cũng như là cái dòng máu rất là sôi sục để thể hiện được cái bức tranh mà mình rất là vui. Mình muốn thể hiện tình yêu đất nước của mình thông qua cái lá cờ này, và trong cái dịp lễ rất lớn của đất nước Việt Nam, đó là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mọi người là các trẻ em cũng có này, các chị, những chị mặc áo dài cũng ra này, những các bạn học sinh, sinh viên cũng rất nhiều đã đến đây để check in. Mọi người rất thích tại vì cái bức tranh này nó lan tỏa một cái tình yêu đất nước này, một cái niềm tự hào dân tộc. Xu hướng vẽ và sân cờ trên mái nhà hoặc cửa ra vào những ngày qua đã mang lại tác động hiệu ứng tích cực, góp phần lan tỏa hình ảnh quốc kỳ Việt Nam, tạo nên tinh thần gắn kết trong xã hội. Các chuyên gia về văn hóa giáo dục cũng khuyến cáo sự sáng tạo của mỗi người trong cách thể hiện tình yêu nước là rất đáng quý, song cũng cần đảm bảo tính trang nghiêm của quốc kỳ để những bức vẽ về cờ Tổ quốc không chỉ đẹp ở thời điểm hiện tại mà còn bền vững theo thời gian, là niềm tự hào của toàn dân tộc. Cách mạng tháng 8 năm 1945 mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thành quả và ý nghĩa đó là sự thật hiển nhiên của lịch sử. Tuy vậy, hàng năm vào dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, các thế lực thù địch phản động lại giở chiêu trò viết lại lịch sử, bóp méo sự thật, xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc. Tổng khởi nghĩa tháng 8 diễn ra và giành thắng lợi nhanh chóng trong vòng 15 ngày, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 1945. Trong đó, thắng lợi ở Hà Nội ngày 19 tháng 8, Huế ngày 23 tháng 8, Sài Gòn ngày 25 tháng 8 có ý nghĩa quyết định. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại cuộc meeting lớn ở Vườn Hoa Ba Đình Hà Nội, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ, nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Thế nhưng đến hẹn lại lên, và dịp lễ kỷ niệm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 của dân tộc, thì các thế lực phản động thù địch lại ra sức xuyên tạc, phủ định thành quả, ý nghĩa của cách mạng tháng 8, cho rằng đây là sai lầm của lịch sử, là sự ăn may do khách quan đem lại nhờ vào cái gọi là khoảng trống quyền lực và nhờ vào việc quân đội Nhật Bản đã đầu hàng quân đồng minh. Nhưng những luận điệu cũ rích ấy không thể đánh lừa những người nghiêm túc, tỉnh táo, am hiểu lịch sử, tôn trọng sự thật khách quan. Cái sự lãnh đạo đúng đắn rất tài giỏi của Đảng ta trong cái nghệ thuật là sử dụng sức mạnh của toàn dân để giành chính quyền, giữ chính quyền, để bảo vệ cái công cuộc, cái sự nghiệp cách mạng. Cách mạng tháng 8 thành công mãi mãi là một cái bài học rất là quý báu cho mọi thế hệ người Việt Nam trong cái xây dựng, phát triển đất nước, trong cái bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong tình hình này. Thực tiễn lịch sử minh chứng, cách mạng tháng 8 thành công là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố. Ngoài bối cảnh thế giới có những chuyển biến mau lẹ, thuận lợi, tạo ra cơ hội nghìn năm có một, thì yếu tố chủ quan vẫn là cơ bản quyết định
đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Nếu mà cái yếu tố khách quan đó có vai trò quan trọng, thế nhưng mà cái điều quyết định tới việc cách mạng tháng 8 có thể nổ ra thành công, đó lại là yếu tố chủ quan. Cái quá trình đấy không hề ăn may, mà đấy là cái sự dày công chuẩn bị, cái quá trình phải trải qua rất nhiều những cái khó khăn, gian khổ của Đảng và của dân tộc. Và đặc biệt đó là từ cái vấn đề Đảng ta đã kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, khơi gợi được cái tinh thần chiến đấu và cái ý chí chiến đấu của quân dân ta. Thời gian càng lùi xa thì ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại, sức sống mãnh liệt của cách mạng tháng 8 càng lan tỏa. Trách nhiệm của những người Việt Nam yêu nước trước hết là hiểu đúng, nhận thức rõ về ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của cách mạng tháng 8. Mặt khác, mỗi người dân phải luôn tỉnh táo, đề cao cảnh giác, nhận rõ những âm mưu và hành động thâm hiểm của các thế lực thù địch phản động để kiên quyết vạch trần, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, nhất là trên không gian mạng. Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng công an tỉnh Hưng Yên đang tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn ngừa, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong đợt 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Buổi ra quân trấn áp tội phạm dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 của Công an thành phố Hưng Yên. Bắt đầu từ hôm nay đến hết 4 ngày nghỉ lễ, các lực lượng sẽ được chia ra thành nhiều tổ đội tuần tra trong nhiều khung giờ, tập trung vào những điểm đông người, điểm giáp danh với các tỉnh nhằm ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh an toàn. Công an thành phố huy động 100% lực lượng giao thông ứng trực cùng với các lực lượng, các đội nghiệp vụ và công an các phường xã tổ chức phân luồng, phân tuyến, điều tiết giao thông, đảm bảo không bị ùn tắc, phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở những cái địa điểm mà diễn ra các sự kiện văn hóa văn nghệ và nhân dân tham gia vui chơi giải trí, chỉ đạo lực lượng công an xã và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở tham gia tuần tra vũ trang vào ban đêm để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bố trí lực lượng và xử lý trấn áp mạnh mẽ đối với tất cả những cái trường hợp mà thanh thiếu niên có cái biểu hiện vi phạm pháp luật là cố tình chạy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Dịp nghỉ lễ ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Cùng với đó, học sinh bắt đầu đến trường, chuẩn bị cho năm học mới. Vì vậy, song song với việc đảm bảo an ninh trật tự, công tác đảm bảo an toàn giao thông cũng được tăng cường. Công an thị xã Mỹ Hào là ứng trực 100% quân số, kết hợp với cả công an các xã phường tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, chấn chỉnh nhắc nhở, kết hợp cùng công tác tuyên truyền để người dân thực hiện để đảm bảo an ninh trật tự, duy trì trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tuyến. Còn với lực lượng cảnh sát cơ động, những ngày lễ, công tác tuần tra được tiến hành sớm hơn. 18 giờ, các chiến sĩ đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuần tra kiểm soát trong đêm trên tất cả các tuyến đường, sẵn sàng có mặt khi có vụ việc xảy ra. Lực lượng cảnh sát cơ động sẽ tăng cường phối hợp với công an các đơn vị địa phương và các phòng ban thành lập nhiều tổ đội công tác để thực hiện tuần tra kiểm soát nhiều tuyến hướng, đặc biệt là các tuyến địa bàn trọng điểm để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Độc Lập mùng 29. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng 282 công an tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai tổ chức công tác hóa trang ghi hình tại các điểm nóng, đồng thời sử dụng thiết bị nghiệp vụ để xử lý tình trạng thanh thiếu niên lạng lách đánh võng trên các tuyến đường, nhất là ở khu vực thành phố Hưng Yên. Từ hình ảnh phương tiện vi phạm, lực lượng công khai sẽ đón lõng dừng xe lập biên bản xử phạt. Đặc biệt, phòng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường các tổ công tác đặc biệt tuần tra kiểm soát, trong đó tập trung ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gồm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Trong tối ngày 30 tháng 8 tại thành phố Hưng Yên, các tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông đã xử lý 25 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm, phạt với số tiền gần 100 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng, sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không có giấy tờ xe. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.